ngày hôm nay chúng ta trở lại với thế giới của các võ sĩ giao đấu trong tựa game Swords and Sandals Gladiator. Ở cái video lần trước mình đã thấy có một cái sức mạnh rất lớn đến từ cái chỉ số là chỉ số Charisma. Đây là cái chỉ số mà giúp cho mình có thể chửi vào mặt đối thủ bằng một đòn võ mồm mang tính sát thương cực lớn vào mặt tinh thần và gây sát thương cả ở mặt thể xác luôn. Tên của mình chắc chắn sẽ đặt là gì? Su đờn trẻ trâu đó, phiên bản mới rồi đây. Trẻ trâu cho như này cho nó da xanh, cho nó giống người khổng lồ xanh hút các bạn ạ. Đầu tiên chúng ta không cần mua đồ gì cả, vào chiến cho mình. Trời ơi, chửi mà nó ngã lần quay ra, sợ chưa? Mẹ mày béo. Ok, đó này không tác dụng với nó đỡ được. Mày ngu. Rồi, nó ngã lần quay luôn. Và sao mình phải đi ngủ các bạn ạ? Bây giờ chửi này. Mày ngu. Ủa, sao chửi không thấm ta? Ờ đó, thấm rồi đấy, đúng rồi. Ok. Thật ra chính ra là với cái thằng đầu này chúng ta hơi phí thời gian, bởi vì mình chỉ la và bị đấm nó cái là chết luôn rồi các bạn ạ. Ê, đứng lại cô ơi. Đấm nó cái. Ê da, có hai máu này. Alo. Các bạn ạ, trận đấu đầu tiên nó quá vất vả luôn. Chính ra mình nên chấm vào stamina các bạn ạ, để cho nó tăng cái lượng thể lực lên để mình chửi cho nó nhiều hơn. Rồi thêm tí đồ đạc nào. Ủa, mình nhớ là cái bản này là nó phải cho mình cái áo luôn chứ ta. Sao rồi, phải đi mua lại nhỉ? Rồi thế nào, để xem mình chửi được không nào. Mày ngu. Trời ơi, 13 máu vào mồm nó ngay. Mày ngu. Ok chưa? Chửi bậy, thẳng vào đối thủ. Đúng là su đời trẻ trâu, quá mạnh. Đây là nhà vô địch đầu tiên ở đấu trường mà mình phải vượt qua nó. Thằng gà. Trời ơi, mày á còn non lắm. Nó đỡ được rồi. Mày cút ra. Ôi, nó đỡ được. Mày ngu. Mày rất ngu. Đó, ngu không đủ, phải rất ngu nha các bạn. À, mày láo à? Mày đánh yếu thế. Trời ơi, trừ 12 máu cái nhẹ. Rồi ngủ tiếp này. Rồi, sợ à? Sợ à? Hay là bạn sợ? Được chưa? Mình sẽ chấm vào 1 điểm vào Charisma và 2 điểm vào Stamina để tăng cái thể lực mình lên. Và cái điểm Charisma có giúp cho mình được rất nhiều tiền nữa các bạn ạ. Thế nên là bây giờ tiền của mình rất là thoải mái để mình có thể mua sắm đồ đạc. Chiến với thằng này nào, Julius Longsword. Mày là Longsword á? Mày là kiếm dài á? Nhìn lại cái tay mày đi. Mày là diều ngắn. À, 13 máu ngoài. Tao mới là kiếm dài này. Đó, nghe và sợ lần quay ra luôn. Chửi cái sát thương cơ chứ. Thôi nào, hất nó vừa thôi chứ, cậu ơi. Các bạn ạ, cái chửi này nó có một cái bất lợi ấy, là không phải lúc nào nó cũng gây sát thương, mà nó có thể là khiến đối thủ bị ngã văng ra sau. Và cái đó mình không cần. Mình cần là cái này này, đó. May đây, trừ 13. Không hề đổ một chút máu nào trên sàn đấy đó, nhẹ nhàng thôi, đứng từ xa võ mồm là đối thủ hết ngay. Bosun Sim Smith, thằng này có cả quả dâu giống mình đấy, nhưng mà chắc chắn là nó không đấu được mình đâu. Thằng bắt trước bộ dâu, đồ thằng da trắng. Ok, thôi sao bộ dâu thì nó không tức mà da trắng nó tức mình ạ. Cút ra. Rồi xong. Ok, đẩy không thấm rồi. Mày ngu đó. Đây, từ bình tĩnh nhá, cho ngủ tí. Ok. Đi ra, ai chơi hèn thế. Đi ra cậu ơi. Ôi, biểu đam. Đúng rồi, đi ra xa đi. Ha ha. Một chiến thắng nữa, rất vẻ vang. Lên cấp độ mới. Lại chấm điểm Charisma lên. Rồi, xem nào. Ôi giời ơi, thằng này mặt nó không có dâu mà đặt tên có chữ dâu. Mày ngu à? Mẹ, bố mẹ mày không biết cái đặt tên à? À, nó tức cực kìa. Ôi, tức chưa? Chi chai đỏ dí chưa mày? Đó. A đồ. Chửi lại mình chứ. Đối thủ thiếu năng lượng, đối thủ sẽ không thể nào chống đỡ được. Rồi. Úi dồi ôi. Chửi một phát mà nó ngã ngửa cổ. Úi trời ơi. Rồi thế này thì cứ thoải mái mà spam thôi. Ai. Chưa bao giờ mình nghĩ rằng là đấu với nhau trận đấu sinh tử ở trên cái võ đài giác đấu này lại dễ như vậy các bạn ạ. Ừ, còn hai máu đầu hàng nữa cậu ơi. Rồi đầu hàng đây, nhìn này. Máu với năng lượng này cạn bình như này rồi. Chơi bời gì nữa cậu ơi. Đó, đơn giản thế thôi. Game nó là quá dễ luôn các bạn ạ. Rồi, nâng cấp cái khiên lên cái nào. Đó, nâng cái mũ lên này. Không đủ tiền nâng mũ rồi.
Thằng thứ ba, người lái xe nô lệ. Rồi, không hiểu tên nó lắm. Hai xe nào? Máu 98 à? Để xem thằng này nó chịu đựng được, nó chịu đựng được cái những câu chửi của mình tới bao giờ. À ghê nha, ghê nha. Úi giời. Kể cả cho ấy, mày có bịt mặt lại á thì ai cũng biết là mặt mày xấu rồi. Mặt mày xấu, mày mới bịt mặt. Đẹp trai này, bỏ như tao này, thấy không? Đẹp trai chưa? Đó, nhìn bộ râu chưa? Đấy. Trời ơi, quê kìa. Alo, alo. Từ từ nha, từ. Alo, alo. Mày đứng xa thế vẫn nghe thấy tao chửi nha. Alo, alo. Cho mày đứng xa tít tắt bù khơi luôn nha. 53 thằng này. Tiếp tục lại 2 điểm charisma và 1 điểm stamina. Ok. Nếp dầu ăn tức giận à? Rồi ôi. Này 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 này. Cậu làm gì mà cậu tức thế? Bị thằng nào đem dầu ăn vào phòng à? Hả? À, à. Ôi cha. Thằng này có vẻ khỏe nhá. Ui. Chửi thằng này nó chỉ có ngã lăn quay thôi. Ừ đúng rồi. Mình để ý nha, bây giờ này. Mỗi lần chửi của mình là mình sẽ mất đi tầm 20 năng lượng các bạn ạ. Cái độ chính xác của mình bây giờ đã là 60%. Đó. 60% là tỷ lệ là mình có thể gọi là chửi bậy vào mồm nó được. Và nó sẽ phải bị đấy. Nó sẽ bị đau đớn. Anh cha cha. Thôi anh ơi. Thôi anh ơi. Trời ơi. Như kiểu sư tử hống ấy. Đi ra. Đó là nó bay ra ngà sau ngày. Anh ở đâu nha? Ây da. Ôi ôi, nó đấm mình à? Nó đấm mình mới ghê chứ. Này, ta dùng võ mồm chửi cho mày ngã ra sau. À, nó đấm mình một cái mặt chứ, sợ thật. À, các bạn ạ, mình không nghĩ rằng là khán giả ở đây bọn họ lại thích thú với cái chuyện rằng là đến xem một cái thằng mà cầm vũ khí trên tay nhưng mà đến chỉ để chửi bậy, chỉ để chửi vào mặt đối phương. Đó, hợp lý. Thằng nhà vô địch tiếp theo. 9 con mèo. À, thằng này máu rất trâu, 147. Và nó còn dùng cái chổi nữa, nó không dùng kiếm, nó dùng rìu, nó dùng chổi các bạn ạ. Ui giời ơi. Ui. Ê, gì đây? Cướp biển mà mày dùng gì đây? Ê chà, có phải không ổn nha. Cậu ơi. Mày ngu. Nó nhảy qua mình luôn các bạn ạ. Thôi. Ở đây mình phải nhảy lại thôi. Thôi anh ơi. Đúng rồi. Thôi anh ơi. Ok, hay quá. Ôi trời ơi, quả này nó mà chém mình chúng mình một cái là mình toang này. Ok, nó chỉ dám đấm mình thôi. Rồi, bây giờ mình lại đổi chiêu thôi. Ta qua bên này chơi rồi. Ảo vãi, máu mình thì bên này nhưng mà mình lại phải chơi ở bên phải. Ai, năng lượng của nó đã mất đi rất là nhiều này nên là chính ra cái lối chơi này nó khiến cho đối thủ rất là khó chịu nha. Bởi vì đối thủ ấy liên tục bị mình chửi. Nó sẽ phải đi chạy tới.